Hoàng Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay em xin trân trọng gửi tới quý khách hàng trong video này một căn nhà xây dựng độc lập thuộc phố Phan Đình Giót, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này cách với chợ Bông Đỏ 50m thôi mọi người ạ, gần với tất cả những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh, chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2, đặc biệt gần với lại trục đường chính Quang Trung nha mọi người. Với cái căn nhà độc lập này thì ngõ trước nhà là 2m2, cách với lại trục đường ô tô đi lại hai xe tránh nhau, nó khoảng tầm 15m thôi nha quý vị. Và cái thông số nhà như sau, hướng nhà là hướng Đông Bắc, diện tích của ngôi nhà là 30,2m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, giá chào bán 3 tỷ 250 triệu đồng. Với ngôi nhà này thuộc vị trí này thì quý khách hàng chỉ phải chi trả trước 1,2 tỷ đồng tiền mặt là đã có thể sở hữu cho mình căn nhà này rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng trong vòng 25 năm với lãi suất ưu đãi nhất. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế như sau. Cửa chính của ngôi nhà, hai lớp cửa bên ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện, bên trong là toàn bộ được thiết kế là cửa gỗ lim. Mặt tiền của ngôi nhà là 3m2, mặt hậu 3m2, ngôi nhà vuông vắn, thiết kế rất là đẹp, hài hòa. Đây là tầng 1, sàn tầng 1 của ngôi nhà là 30m. Từ trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà được thiết kế xây đua ra khá là rộng. Và từ trên tầng 2 thì thiết kế phòng ngủ vô cùng rộng nha mọi người. Với cái thiên hướng của ngôi nhà là thiết kế theo kiểu hiện đại. Tầng 1 của ngôi nhà đây thưa quý vị, toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng cũng như là gạch lát nền của ngôi nhà đều đã được hoàn thiện xong đầy đủ. Với hiện trạng của ngôi nhà Ngọc Ánh đang quay thì là căn nhà này chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Sổ đỏ trao tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, pháp lý đầy đủ rõ ràng, giấy phép xây dựng từng căn. Bởi vì căn nhà này là độc lập cho nên là hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng đã được lắp đặt đầy đủ rồi nha mọi người. Tầng 1 phòng khách, chủ đầu tư có lắp thêm cho mình một chiếc quạt trần, hệ thống trần thạch cao theo kiểu giật cấp chiếu sáng, hệ thống đèn led tiết kiệm điện, nước sạch quận Hà Đông, điện lực Hà Nội đã được sử dụng đầy đủ vào cái ngôi nhà này. Ở phần phòng khách và phần cầu thang có một vách CNC, vách gỗ mọi người ạ, để ngăn cách giữa hai phần khác nhau. Đó, cũng là một cái để tránh phong thủy trong xây dựng nhà. Tầng 1 còn có một phòng bếp chữ L, nhỏ xinh thôi nhưng mà rất là hợp lý nha mọi người. Tủ bếp được thiết kế là tủ gỗ sồi. Đó, phụ kiện bếp được lắp đặt theo bếp đầy đủ inox 304. Mặt bếp là toàn bộ là ốp đá granite và chậu rửa bếp, vòi rửa đều đã được hoàn thiện đầy đủ. Ngoài ra tầng 1 còn có một phòng vệ sinh nữa. Đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi chậu, hệ thống máy bơm nước lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Phải nói với cái căn nhà này và vị trí của căn nhà nó quá xuất sắc mọi người ạ. Rất là gần, rất là tiện đi lại. Gần như là cạnh nhà là có một cái bãi đỗ xe ngày đêm thoải mái. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang là được ốp đá đen trắng granite nha. Và đây, có một cái đèn trang trí ở trong phòng bếp này mọi người ạ. Mời cái khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà xem tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế nào nhé. Với tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế theo kiểu phòng master ngủ lớn mọi người ạ, và có phòng vệ sinh ở phía bên trong. Phòng ngủ đây mọi người ơi, trên tầng 2 thì được chủ đầu tư thiết kế là sàn gỗ công nghiệp. Đồng thời với cái căn nhà xây dựng độc lập này, nó có hai mặt thoáng, cửa sổ hai bên mở ra đây mọi người ạ, rất là thoáng. Và với cái căn nhà hướng Đông Bắc cũng rất là mát. Đây quý khách hàng có thể nhìn thấy mỗi cửa sổ chủ đầu tư đều lắp đặt đầy đủ hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm hệ và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được thiết kế đầy đủ cho một căn phòng ngủ. Đồng thời cái căn phòng ngủ này cũng được thiết kế thêm trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng và cả móc chờ quạt trần luôn nha mọi người. Đấy, quạt trần cũng được, mà quạt sau này mọi người không thích lắp quạt trần thì có thể lắp đảo trần. Và trong cái căn phòng ngủ này thì là thiết kế thêm một nhà vệ sinh rất là rộng. Nhà vệ sinh thì đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh Hàn Quốc nhập khẩu, cũng như là bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá nha mọi người. Đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Và cái cửa thông phòng của ngôi nhà
Cửa thông phòng của các phòng ngủ đều được thiết kế là cửa gỗ lim. Phòng ngủ này thì nó sẽ rộng khoảng tầm 15 mét nha mọi người, vuông vắn rất là tiện để xếp nội thất ở phía bên trong. Mời quý khách hàng theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì quý khách hàng có thể nhìn thấy ở phía cầu thang của các cầu thang đi lên là chủ đầu tư cũng thiết kế đầy đủ cái cửa sổ để lấy thoáng vào khu vực cầu thang. Ở đây hành lang cũng có cửa nha mọi người. Với cái căn nhà này đúng là rất là thoáng. Không những hai mặt thoáng mà còn ba mặt thoáng cơ, thoáng trước, thoáng ngang và thoáng sau. Với cái căn phòng ngủ tầng 3 thì thiết kế giống hệt như tầng 2 thôi. Đấy, hai mặt thoáng, hai cửa sổ. Vô cùng mát. Và trên tầng 3 cũng được lát sàn gỗ công nghiệp. Đó. Quan trọng là cái vị trí nhà này đi lại vô cùng thuận tiện, gần với lại trung tâm. Từ vị trí ngôi nhà mà đi tới trung tâm hành chính quận Hà Đông nó rất là gần nha mọi người. Nó chỉ khoảng tầm 1 km thôi. Nhà vệ sinh tầng 3 đây ạ. Thiết kế tương tự như tầng 2. Với ngôi nhà thiết kế nhà vệ sinh bên trong thì rất là tiện nha mọi người. Rất là tiện lợi sinh hoạt, cửa thông phòng. Và phần cuối cùng đó là tầng 4. Mời quý khách hàng lên khám phá nốt cái tầng 4 cùng em nhé. Thiết kế tầng 4 của ngôi nhà này mọi người ạ. Ở trên cái tầng 4 này chủ đầu tư thiết kế ở đây nó có một cái giếng trời ô thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống 4 tầng khu cầu thang. Ở đây là phần sân phơi. Đó, mọi người có thể nhìn thấy không? Rất là sáng, rất là thoáng. Đấy, khu vực sân phơi nhỏ nhỏ thôi nhưng mà phù hợp với lại một hộ gia đình. Và ở đây là thiết kế thêm một phòng ngủ và một phòng thờ nha mọi người. Đây chính là phần phòng thờ của ngôi nhà. Và phần còn lại là một ô phòng ngủ nữa. Thì cái căn phòng ngủ này quý khách hàng có thể thiết kế là phòng làm việc, phòng để đồ. Cái này tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Còn em Ánh đã chia sẻ rồi, vị trí của ngôi nhà này thì vô cùng thuận lợi, tiện chợ đường phường trạm, gần với lại bãi đỗ xe ô tô. Và vị trí của cái căn nhà này thì đi lên các hướng ở trên phía Hà Đông đều gần và thuận tiện. Với căn nhà giá chào bán 3 tỷ 250 triệu đồng, sổ đỏ chính chủ bàn giao ngay. Cũng như là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Vậy thì quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí căn nhà này hoặc vị trí căn nhà khác của các khu vực khác thuộc quận Hà Đông thì có thể vui lòng gọi điện ngay cho em Ánh để được tư vấn tốt nhất theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em và nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo của nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.